giờ hỏi tập lưng được không? Chế chế hồi chắc cũng ra được lắm em. Nhưng mà không được, biết sao không ghế di chuyển gì, nó hơi kỳ. PT ngồi đó cho mình đứng tập thử. À được, cái đó được, nữ PT ngồi ở đây. Mình tập lưng. Vô một cái á. Ra cái ứ. Vô một cái bậy quá vì bọt bây giờ. Porn Trip USA High End Equipment Training. Cảm năng hướng dẫn tập luyện từ A tới Z tại THOL Dream Center. Sau lưng tôi là PA Suri. Vô. Đến với chiếc máy PA tiếp theo là chiếc máy có tên là Jet Press. Nó ghi là Jet Press thôi, chừng chút là cả đống luôn. Cả đống luôn. Is chứng minh điều đó. Các bạn chờ. Đối với chiếc máy này không có gì để chỉnh hết. Nó còn tệ hơn cái máy hồi nãy nữa. Cái máy hồi nãy còn có cái để chỉnh nha. Còn cái máy này không có gì chỉnh luôn. Chỉ có chỉnh tạ thôi. Ủa vậy thì Duy Nguyễn làm clip này làm gì? Phân tích yes. Ngắn gọn. Nói về sự lợi hại của cái máy này. Nha các bạn nhìn nè. Tạ đó. Đầu tiên mà thấy nó khác bên kia. Mấy thằng kia không có tạ nhỏ nha các bạn. Mấy thằng kia không có tạ nhỏ. Nhưng mà thằng này nó có tạ nhỏ. Để chi? Để cho phụ nữ. Wow. Đó, để cho những nhóm cơ nhỏ. Tại vì á, phụ nữ á, ngực quan trọng. Mà cái máy này cứu được cái ngực của phụ nữ. Rồi, đây là cái sự freeway. Nếu mà các bạn đứng trên góc độ phòng gym á, các bạn mua cái máy này rồi á, các bạn không cần cái mua cái máy cable hồi xưa nữa để làm khỉ gì hết trơn á. Mà được cái nhiều người tập thôi. Cái máy này rất là nhiều tính năng, tập chuột, tập gì cũng được hết. Nhưng mà tính năng căn bản nhất của cái máy này là gì? Là đẩy ngực. Do nó có sự freeway giữa cái này nè. Nó cái tay cầm nè. Nó freeway và nó reway luôn cái này nè. Bạn nhìn cái khớp của chỏ. Cái này bạn tưởng tượng cái tay đi, cái này là cái cổ tay, còn cái này là cái cùi chỏ nè, là cái hàng khứa này nè. Đây, đâu có tiêu rồi. Đây, đó. Nó thầy một cái sự freeway tuyệt vời. Nên cái máy này không có gì để chỉnh hết. Vô cái máy cứ nằm tập thôi. Không có chỉnh được cái chỗ nào hết á. Thần thái mê ly vô. Đây là fly. Là fly nha các bạn. Thấy ghê chưa? Rồi, đẩy. Các bạn có thể tập một tay, nhưng nên tập hai tay để cho cái độ ạt nó nhiều hơn. Ạt là vòng cung á. Vai nha các bạn. Vai ngực trên. Rất mỏi. Bây giờ tạ nhỏ để giải quyết những nhóm cơ khó. Còn ngực thì chúng ta chơi tạ lớn. Nè mấy em nhìn thấy không? Tinh hoa nằm ở đó. Đúng không? Cái trục này để làm chi? Để làm chi mấy em? Thấy không? Tưởng tượng vô vậy thì nó ra gì? Vai. Giờ hỏi tập lưng được không? Chế hồi chắc cũng ra được lắm em. Nhưng mà không được, biết sao không ghế di chuyển gì, nó hơi kỳ. PT ngồi đó cho mình đứng tập thử. À được, cái đó được, nữ PT ngồi ở đây. Mình tập lưng. Vô một cái á. Ra cái ứ. Vô một cái bậy quá vì bọt bây giờ. Vai nha mấy em. Nó là press vai rồi đó. Nó không còn là ngực nữa. Ép ngực trên đó mấy em. Cái này ép ngực trên. Nãy giờ nhiêu nhóm cơ rồi? Không, bây giờ nó nói là
cái máy này nó ghi không có đủ, chết fresh thôi chứ tôi like tôi lừa hết trơn à. Chết fresh, sao the fresh. Rồi tiếp tục là cái gì? Chết fly. Tập cái này đi quýnh lộn ghê lắm em. Đấm á. Mệt quá. Độ freeway gần như tuyệt đối. Các em nhìn vô đi. Quả tiếc những cái máy. Đúng là mỹ đế có khe. Chất máy nhìn rồng rọc bảo hành 5 năm. Wow. Để coi coi 5 năm có bị hư không nha. Nhưng mà tụi em vô clip thôi, tụi em không được phá à. Để nó tự nhiên. Máy có gì chính trời. Làm máy bực ghê ha. Rồi cái tiếp theo anh nói cho tụi em nè. Cái cọng dây cáp á. Thấy dây của Mỹ Đế không? Nhỏ xíu. Dây nhỏ xíu á. Mà kéo cả tấn là chuyện bình thường. Lực nó test. Còn Việt Nam mình cọng dây bự nó tới ngón tay như nè. Vài chục ký đứt hoài luôn, chả hiểu. Đóng bài luôn. Nói chung á là cái máy này á, nó nói là chest press thôi. Nhưng mà chúng ta tập được tất cả những bài liên quan tới ngực. Và chúng ta được tập được khá là nhiều bài liên quan tới vai. Máy on in không? Rồi bây giờ á thì Duy sẽ minh họa tập ngực thật. Nãy là tập ngực giả bộ nha. Tập ngực thật này. Đó, phi quay mà. Tập vậy là xưa rồi. Tập vậy là như cô gái vậy đó. Các bạn mới vô bạn tập dày. Đó, Duy tập dày. Ngày hôm nay Duy sẽ tập cái máy cặp ngực này trên phương pháp là tập cho nó lên đỉnh xong rồi bò xuống. Nói chung á, linh hồn của cái máy này á, nó nằm ở cách tập. Nó có hai cái vấn đề mà các bạn chú ý, đó là cái cách chúng ta phát lực, là chúng ta đang press là đẩy, tức là bằng dùng tổng lực để bằng đẩy xong rồi bằng phối hợp với cái tay nè, úp hay ngửa, hiểu chưa? Úp hay như này, úp hay là như này, ngửa sau đẩy đó, tới đây úp như này, xong rồi xoay ra dày đẩy. Căng cơ là đứng, ép cơ là úp. Nhớ, căng cơ là đứng, ép cơ là úp, đó là một. Cái thứ hai nữa đó là mình kết hợp vị trí. Mình đẩy ngang thì nó vô ngực. Mình đẩy lên xéo thì nó vô ngực trên và vai. Bạn hiểu chưa? Nè, đẩy ngang. Ngang là cái tay bạn ngang với người á. Còn bạn nằm hay gì đó nó không quan trọng. Ngang là vô ngực. Xéo lên xíu vô ngực trên. Xéo cao là vô vai. Đó là đang nói về cơ chế press. Còn tiếp theo đó là cơ chế fly. Fly là cũng động tác cong hay duỗi không quan trọng, mà cái lực chúng ta không phải là đẩy nữa, mà lực chúng ta là ép. Ép từ ngoài ép vô. Ép từ ngoài ép vô. Thì vẫn theo nguyên tắc đó, ép ngang là vô ngực, ép trên đây, ngực trên. Đó. Rồi cái tiếp theo á là giang tay như vậy nè. Giang tay như vậy là kêu là rise. Thì bạn vô máy tập này bạn chỉnh tạ nhẹ, bạn rise vẫn ok. Đó là tất cả những gì có thể tập trên máy này. Nãy giờ minh họa thì nó bình thường đúng không? Bây giờ là rise nè. Khi bạn rise bạn cầm tay úp như vậy. Hiểu chưa? Khác đó, này vai nha các bạn. Tôi khẳng định với bạn không có máy nào làm được. Với cái máy chạy bộ mà không làm gì được. Rồi xong luôn. 2000 years later. Nãy giờ đó là anh chỉnh chỉ tụi em là động tác của những người tỉnh tập. Còn bây giờ anh chỉ tụi em tiếp động tác của mấy người tỉnh tập nè.
deep. Không, nó có quyền không em? Nó vô phòng gym nó mướn cái máy tập cũng có quyền nha. Máy nào làm được? Mấy máy ngoài làm được không em? Không biết nữa mà em kiếm được cái máy pro á, pro performance làm được không? Vậy không thích đúng không? Ngồi đây kéo chuột. Má rảnh quá biết làm gì giờ ba. Quay cái máy quay tao không vậy? Đúng không? Má kéo chuột. Rảnh quá. Rảnh quá mẹ. Chứ làm gì giờ? Quá sao đổi tay nó mới vừa chứ. Quá nó vừa phải. Đúng không? Rồi. Xong rồi đứng chỗ mà. Kéo xô. Mình vô THL mình tập mướn máy mình có quyền. Không biết gì Nguyễn nó có đuổi không biết. Thấy cũng đâu phá máy gì đâu, nhìn thấy ghét thôi. Nhiều cái lắm em ơi. Nó bựa đủ kiểu hết á. Mệt lắm nha. Hồi nãy đứng đây tôi chửi đúng không? Nãy đứng đây anh Duy chửi cho tập gì mà nhỏ BT nó ngồi đây. Tưởng tượng nha, nhỏ BT ngồi đây cái mình ngồi đây cái mình hứ một cái. Mình hứ một cái nó bậy bạ quá đúng không? Ông nói ghê quá tôi qua đây. Quá bà gai chưa? Thôi. Đừng có trôn anh Duy Nguyễn tội nghiệp nha, mở phòng ra làm ăn thôi mấy em. Tập đàng hoàng giùm anh cái. Phá quá. Đây đứng cũng được nè. Đúng không? Đây cũng được nè. Không nha. Anh với vợ quà giỡn rồi đó. Vô tập vậy nha. Giỡn thôi ba. Anh với giỡn á. Vô tập vậy đuổi luôn. Tập đàng hoàng. Lực đổ trên PA series đẳng cấp nhất thế giới có mặt tại Thor Gym THOL thể hình online by Duy Nguyễn. Độc quyền tại Việt Nam. Công nghệ đường cong sinh học. Bioart. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.